Hưởng ứng chương trình Nhịp cầu yêu thương kêu gọi ủng hộ xây dựng cầu dân sinh quy mô nhỏ đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã khánh thành cầu treo Khe Chè tại xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng, sau gần 60 ngày thi công, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đưa cầu treo Khe Chè tại xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào sử dụng phục vụ dân sinh. Công trình được tổng công ty giao cho Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1 quản lý. Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt RCC trực tiếp thi công. Thôn Khe Chè nằm sâu trong xã Y Can, huyện Trấn Yên bị chia cắt bởi dòng suối Ngòi Gùa. Trước khi có cầu, người dân thôn Khe Chè phải tự chèo thuyền mỗi khi muốn sang bờ bên kia. Vào mùa lũ, nước suối Ngòi Gùa dâng cao khiến việc đi lại rất nguy hiểm. Với việc đưa vào khai thác cầu treo Khe Chè mới, việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cầu treo mới có chiều dài 50m, rộng trên 2m, có móng trụ tháp bằng bê tông cốt thép, được thiết kế cao trên mực nước lũ lịch sử khoảng 1m để đảm bảo yêu cầu thoát nước, vật cản, cây trôi trong mùa mưa lũ. Cầu được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng cho nhân dân sử dụng trước mùa mưa lũ. Theo thống kê mới nhất,